Chiều qua, Ban tổ chức Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 tổ chức lễ dân hương Đức quốc tổ Lạc Long Quân và Đức quốc mẫu Âu Cơ. Dưới lễ dân hương có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tại đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, các đại biểu đã dâng hương, hoa lễ vật. Bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công lao đức quốc tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam, nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước, góp phần tâm sức trí tuệ xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Tiếp đó, tại đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương hoa lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công đức của tổ mẫu Âu Cơ, nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chăm lo tu bổ tôn tạo nơi thờ tự để con cháu đời đời thờ phụng.